都啦，都在动。耶耶，真的很不错。Mình là Hà My, bây giờ mình đã đến thành phố Sán Đầu, một thành phố hấp dẫn, có cuộc sống cực kỳ hạnh phúc ở Quảng Đông Trung Quốc rồi. Vậy thì hạnh phúc và hấp dẫn đến mức nào, chúng ta cùng đi khám phá nhé. Sán Đầu từ lâu đã được người dân Trung Quốc và du khách nước ngoài biết đến là thiên đường ẩm thực với những món ăn đường phố, nay đã trở thành thương hiệu. Bây giờ mình đang ở trung tâm thành phố Sán Đầu, đường phố thì không rộng lắm, có hai luồng xe và thường xuyên bắt gặp những xe máy điện đi qua. Còn dọc hai bên đường đều là nhà ở của người dân. Rồi ở phía bên tầng 1 là những nhà hàng bán các loại món ăn truyền thống của Sán Đầu như phở này, bánh cuốn này. Salon Hà Vi là một nhà hàng phở bò Sán Đầu. Khi đến với quán này thì chỉ với số tiền rất nhỏ thì mọi người sẽ có một bữa sáng ngon lành. Mời mọi người. Các bạn thấy ạ. Đây là một nhà hàng bánh cuốn. Có rất nhiều người đang xếp hàng. Bánh cuốn từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với người dân Sán Đầu như một bữa trưa nhanh, rẻ và ngon. Còn ở đây lại là một nhà hàng bán các loại món ăn truyền thống của Trừ Sán được làm bằng gạo, bộ gạo. Đây là một nhà hàng bán phở lòng dạ dày và các loại canh lòng. Quán này phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình và cười nói, giá cả cũng phải chăng, khẩu vị thì tươi ngon và thanh đạm, phù hợp với tất cả mọi người. Còn đây là những nồi hấp, những thức ăn truyền thống của Triều Sán như là bánh bao này. Đây là trà sữa Triều Sán. Món ngon ở Sán Đầu quá là nhiều, mình không thể nào ăn hết và đếm hết được trong một thời gian ngắn. Thế nên món ngon cũng trở thành một cái điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan du lịch Sán Đầu. Nếu mà ở Sán Đầu không có chuyện gì khó mà không thể giải quyết được bằng một món ngon, nếu mà một bữa không đủ thì hai bữa. Khi mà đến với Sán Đầu thì bạn sẽ phát hiện ý, đây là một thành phố không lớn mà mình có thể đi xe đạp điện đến bất cứ nơi nào mà mình thích. Chỉ với chiếc xe đạp điện này thì mình có thể đến với công viên nhỏ là cụm kiến trúc cổ mang phong cách thời dân quốc Trung Quốc. Phố cổ công viên nhỏ Sán Đầu có sự hòa trộn của kiến trúc phương Tây và phương Đông, khiến bất cứ ai đến đây đều sẽ bị hút hồn bởi vẻ đẹp kiến trúc độc đáo này. Đến với công viên nhỏ Sán Đầu thì mình dường như được lạc vào một thế giới thời dân quốc Trung Quốc vào những năm 30 của thế kỷ trước, là một khu phố cổ từng chứng kiến lịch sử phồn thịnh của thành phố Sán Đầu, đã trở thành một điểm đến tuyệt vời để người Sán Đầu cũng như du khách trong và ngoài nước tìm về quá khứ và lịch sử của Sán Đầu. Công viên nhỏ Sán Đầu ngày xưa từng là nơi sầm uất nhất của thành phố Sán Đầu, kết nối Sán Đầu với bên ngoài bởi vì đây là nơi giao thương văn hóa và kinh tế lớn nhất của thành phố Sán Đầu. Nhưng mà hiện nay đã không còn sầm uất như ngày xưa nữa. Mặc dù thế thì ở đây đã trở thành một cái điểm check-in nổi tiếng của thành phố Sán Đầu mà bất cứ ai đến đây đều sẽ đến đây chơi và tham quan. Không chỉ thế, đến với Sán Đầu thì bạn còn có thể đến đảo Nam Áo để tận hưởng gió biển, ánh nắng và bãi cát mịn màng. Ở trên đảo Nam Áo có một con đường vòng quanh đảo rất là đẹp đẽ. Ở bên tay trái, ở bên tay phải của mình là hòn núi, còn bên tay trái là biển cả rất là đẹp. Mình đi bộ trên con đường này mình cảm thấy rất là thoải mái và cảm thấy cái nghe thấy tiếng đập của nước biển, cảm thấy rất là thư giãn. Đảo Nam Áo là cái tên quen thuộc đối với những người đam mê du lịch biển.
Nam Áo nổi tiếng bởi những khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh, vẫn giữ được nét nguyên sơ, bầu không khí tươi mát, trong lành. Bên cạnh đó, không khí mộc mạc, giản dị, bình yên của những làng chài cũng rất được lòng du khách. Thật là tuyệt vời khi được tắm mình dưới ánh nắng hoàng hôn trên bãi biển đẹp như vậy. Các bạn xem, ở đây có một cái hải đăng màu đỏ rất là dễ thương đúng không ạ? Sán Đầu không chỉ là một thành phố có nhiều đồ ăn ngon, có cảnh biển tươi đẹp, mà điều khiến mình ấn tượng hơn đó chính là người dân nhiệt tình hiếu khách và những tập tục độc đáo ở đây. Trong mấy ngày ở Sán Đầu, qua giao lưu và tiếp xúc với người dân nơi đây thì mình có thể cảm nhận được họ là những người rất yêu đời và muốn chia sẻ cuộc sống của họ với người khác. Cũng như người Việt Nam, người dân Triều Sán có thói quen uống trà. Các bạn ơi, đây lại có đặt ở ngay trước mặt nhà hàng này. Xin bà, mấy thêm thôi ạ. Hầu như là ở mỗi cái cửa hàng hoặc cái nhà hàng, trước mặt mỗi cái nhà hàng đều có một cái bàn để pha trà, uống trà như vậy. Hỏi là mình có phải đến từ Việt Nam không? Chị, nghe được mà chị bảo. Nghe được chưa ạ? Chúng tôi cái vị trà rất là đậm đà, hơi đắng. Từ những lời nói ngọt ngào, từ khuôn mặt vui vẻ của người Sán Đầu thì mình đã cảm nhận một cách chân thực niềm hạnh phúc trong đáy lòng họ. Sán Đầu là một thành phố hấp dẫn như vậy, bạn có muốn đến tham quan không? Mời các bạn chia sẻ với mình nhé.